chị gả được đứa con rồi, thành ra còn có một mình thôi, thành ra chị muốn lên kênh của em để tìm một nửa yêu thương. Rồi, chị thấy kênh của em như thế nào mà chị lên kênh của Tiến đây? Chị theo dõi kênh của em cũng 2 tuần nay rồi. Chị thấy cái kênh của em thì làm ở đâu đó nó chuẩn mực, đâu đó nó rõ ràng. Rồi, Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến tiếp tục lại chương trình Kết Nối Hương. Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh em hãy đến đây để tham gia chương trình để tìm kiếm nữa cái mảnh ghép còn lại. Chị em chào chị nha. Chị cũng chào Tiến. Chị cũng xin chào cộng đồng mạng của kênh Hồ Tiến được mạnh giỏi bình an. Lớn được xíu nữa chị. Chị giới thiệu đi, chị tên gì và đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Chị tên là Trần Bích Phượng. Chị 57 tuổi, chị đến từ Hồng Ngự Đồng Tháp. Hồng Ngự Đồng Tháp. Trần Bích Phượng 57 tuổi. Chị 50 tuổi giờ thấy cũng còn rất là xinh. Chị kể gì một chút xíu về cái hôn nhân của mình đi chị. Chị thì chồng chị mất nay là 26 năm. Và chị được 2 đứa con. Đứa trai đứa gái, mà đứa trai của chị thì mất hôm nay cũng được 6 năm rồi, chị còn có một cô con gái thôi. Con gái của chị cũng mới lập gia đình từ hôm Tết. Mất được mấy năm, chị nói mất được mấy năm? Ông xã chị hả? 26 năm. 26 năm. Trong 26 năm qua chị có quen một anh nào nữa không? Chị có tìm hiểu một người, nhưng mà thấy không có được là thôi chị ở vậy luôn. Thấy không đúng rồi, không tốt ha. Vậy là có một người mộ có một người. Sao chị không không tìm hiểu thêm một người nào nữa? Em biết không, tại vì mình cái cuộc sống của mình á, thì ông xã chị mất rồi, thành thử ra mình lo làm để mà nuôi con. Lo cho con mình nó ăn học nó thành tài. Thành ra không có nghĩ về vấn đề đó. Rồi bây giờ chị gả được đứa con rồi, thành ra còn có một mình thôi. Thành ra chị muốn lên kênh của em để tìm một nửa yêu thương. Chị thấy kênh của em như thế nào mà chị lên kênh của Tiến đây? Chị theo dõi kênh của em cũng 2 tuần nay rồi. Chị thấy cái kênh của em thì làm ở đâu đó nó chuẩn mực, đâu đó nó rõ ràng. Thành ra chị mới có người chị đi theo nè. Chị mới coi á, chị mới biểu đi lên kênh của em. Nói chuyện lớn xíu nha chị. Chị ở nhà thì buôn bán quán ăn tại nhà thôi em. Bán gì chị? Bán ăn sáng, thức ăn sáng. Bán ăn sáng ha. Bán nửa buổi hay là bán tối ngày? Mình bán có nửa buổi thôi. Bán nửa buổi. Bán ăn sáng rồi cà phê nước giải khát luôn. Có nên vừa bán là có ai phụ chị không? Có người chị. Người chị ngủ. Có 2 chị em thôi. Rồi con trai chị làm nghề gì? Con gái của chị làm ở trên thành phố, nó làm về bên kế toán. Chị được mấy người con? Chị có 2 người con mà con trai chị mất rồi. Thành ra chị còn có mỗi đứa con gái thôi. Cái công việc mà buôn bán đó chắc còn ổn hả chị? Ổn em, nói chung thì chị có nhà, chị cũng có điều kiện. Chị xem chương trình của em có để ý anh nào không? Hay là lên đây muốn bày tỏ cái bản thân rồi anh nào thích chị đến? Thì chị cũng muốn bày tỏ cái, trước tiên là bày tỏ cái bản thân của mình. Rồi sau đó thì coi như là người nào muốn mà kết nối với chị hay là có lướt qua nhìn thấy thì kết nối. Chị kể về một chút xíu về cái bản tánh của chị đi, là mặt ưu điểm và mặt khuyết điểm á, để cho anh nào nghe được, thấy được và hiểu được chị, đặng mà anh đó đến làm bạn với chị. Về ưu điểm của chị á, thì nói chung là tất cả những gì trong cuộc sống khó khăn là chị vượt qua được hết. Còn cái khuyết điểm của chị á, thì nói chung là người nào mà khó khăn hay là cái gì thì chị cũng hay giúp đỡ. Chị có cái tật xấu nào không? Nói chung là tật xấu thì chị không có. Chị không có biết mà bài bạc số má hay là tụ tập ăn nhậu. Chỉ có biết là làm ăn thôi. Mình buôn bán mình làm ăn thôi.
ra những vấn đề đó là chị không hề biết. À. Cái tánh của chị nóng không chị? Không, cái nóng. Không nóng luôn không à? Nóng. Lúc trước hồi còn ông xã vậy đó, chị có phải một người mà người vợ là quan tâm đến chồng không? Lúc mà còn ông xã chị thì đúng là chị là một người vợ đảm đang, là hai vợ chồng là cùng đi làm, cùng lo trong cái cuộc sống hết, yêu thương nhau và lo cuộc sống. Nói chung là chị rất là hạnh phúc, sống với chồng được 15 năm là chị rất là hạnh phúc. Lúc đó anh bệnh hả chị? Đúng rồi, anh bệnh có một ngày thôi là anh mất. Bệnh có ngày không hả? Có ngày. Thôi gì cũng khỏe cho ảnh. Nói chung trên đời này ai cũng phải rồi phải ra đi, không ai sống mãi. Bởi vậy em nói chị nghe, thật sự nói đó, mình còn sống nè thì mình nên sống tốt và sống cho nó đàng hoàng. Thì sau khi mình có ra đi thì người ta cũng nhắc lại mình cái mang cái tiếng thơm. Nói chung ra ai rồi cũng phải ra đi mà người ta để lại một cái tiếng không thơm và tiếng thơm đó, nên mình phải lựa chọn khi mình ra đi là để tiếng thơm cho sau này được con cháu mình cũng hãnh diện đó. Còn mà mình sống trên cái đời này mình cứ ganh ghét hơn thua, hay là mình cứ mình chê bai mình nói móc người này nọ, thật sự ra là cái cuộc sống của em thấy nó không thoải mái. Đúng rồi. Mình sống cái gì cũng thật với cái bản thân của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái đạo đức của mình. Mình sao thì mình sống thật như vậy. Chứ mình sống mà có cái gì giả dối thì từ từ nó cũng sẽ lòi ra thôi. Đúng rồi. Thì thường thường ông bà nói là cái nói dốc cái nói dốc thì nói ai nói cũng được hết. Đúng rồi. Nhưng mà không được nói được giấu hoài được. Đúng rồi. Nói bữa nay không lòi ra thì lại ngày mai nó lòi ra. Đúng rồi. Đó. Bởi vì bản tính tiếng là cái gì mình nên sống thật là nó dễ hơn. Còn nếu mà người ta cứ nghĩ mình sao là đó là quyền của người ta, tại vì người ta chưa hiểu được mình. Ta chỉ còn chưa hiểu được mình. Thì theo như chị lựa chọn một anh mà để mà đến với chị đó là tính tình hay là chiều cao cân nặng như thế nào, chị cái mẫu người mà chị thích đó? Chung là giàu nghèo hoặc là mập ốm là điều đó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất là cái đạo đức sống chân thật. Cái thứ hai nữa là không có mà cờ bạc đỏ đen. Còn vấn đề mà uống rượu thì nhiều khi có chút đỉnh thì cũng được. Có chút đỉnh cũng được ha. Đúng rồi. Ví dụ em nói là chị nói là cái mà mập ốm hay là xấu đẹp không quan trọng. Đúng rồi. Chị phải cho cái chuẩn mực mới được, chứ chừng đại có anh đó anh xấu quá cho nó thôi tiếng ơi anh này anh xấu quá thôi chị không có cái cách đó đâu. Chị nói thiệt với em là không quan trọng, chỉ quan trọng là con người là sống có là thật với lại có cái tâm sống thật với mình rồi hả, cùng nhau là chia sẻ là cái đạo đức thôi, chứ còn vấn đề mà ốm mập hay là cao hay thấp thì không có quan trọng ấy. Không quan trọng điều đó. Không quan trọng điều đó. Ông xã chị đó có ông xã chị thì đẹp không? Đẹp mà chuẩn mực lắm. Yeah. Ông xã chị cao tới 1m69 lận. Rồi, vừa người lắm. Đẹp. Đẹp. Rồi bây giờ hỏi chị bây giờ là lúc trước là ông xã chị đẹp phải không? Đúng rồi. Lỡ có một anh nào đó thương chị rồi lại người ta nói ôi hồi trước ông chồng đẹp, bây giờ lấy ông sao xấu quắc, là chị có ngại điều đó không? Chị không ngại vấn đề đó mà giờ chị là cần cái đạo tâm. Đức cái tâm. Chị cần nhiêu đó thôi. Thì đúng rồi, nói chung ra là ví dụ anh đó đẹp trai, tướng tá phong độ mà không có tâm thì cũng không tốt. Đúng tại rồi. Vì một cái tâm á thì nó mới sống bền. Đúng rồi. Và còn cái đẹp á thì nói chung ra đẹp ai cũng thích. Đúng rồi. Nhưng mà cái đẹp thì nó chỉ có thoáng qua thôi. Nó thoáng qua thời gian năm tháng thì nó cũng sẽ xấu đi. Đúng rồi. Còn cái tâm á thì nó giữ mãi, nó không thể nào mà thay đổi được. Bây giờ chị 50 mấy rồi, bây giờ lỡ con đó nó đến chị làm đám cưới, chị có chịu không? Thì bây giờ là mình cũng lớn tuổi rồi thì có cái gì thì làm nó gọn gọn thôi. Chứ bây giờ đâu phải mình còn trẻ đâu mà mình phô trương ra. Thì gọn, thí dụ như là hai bên gia đình hoặc là bạn bè gì đó
thì nó gọn như vậy để mình tuyên bố cho gia đình biết và mắt mẹ ra mắt gì chứ khoảng gần ba uống vàng được hay gì à, cũng được em. Rồi sau khi mà anh đó thích chị đi, anh đó kêu chị phải về nhà anh đó hay là chị bắt buộc anh đó phải nhờ về nhà chị? Tại vì chị có nhà mà chị sống có một mình thì chắc là phải theo bên chị. Theo chị. Chứ chị không có về bên kia được. Nếu mà chị về bên kia thì nhà bên này chị bỏ làm sao? Ở đó mình có ở gần anh em gì không chị? Chị có người chị á, thành ra là hai chị em ở gần sát bên thôi. Còn chị cũng ở một mình mà chị cũng ở một mình. Đâu mình. Nói chung ra là em nhìn chị tuổi năm mươi mấy này vẫn còn cái dáng vẫn còn đẹp. Chị có bí quyết gì mà không mập không ốm? Không có bí quyết. Sáng nay gì sáng nay chia sẻ cho những chị nào mà nó thừa cân quá đó. Cho tôi chút kinh nghiệm. Chị không có bí quyết gì hết rồi. Cái đó là giống như là chị nói là trời Phật cha mẹ sanh mình ra rồi trời Phật cũng tạo lên cái ấy thôi chứ còn không có bí quyết gì hết. Nếu mà chị mà đi cái dáng đi mà ở sau lưng mình nhìn tới đó là không biết chị năm mấy đâu, nó khoảng bằng ba mấy. Chị cũng cảm ơn em. Thiệt, tại vì cái dáng của chị rất là gọn nhưng ở đây không ốm đó, không ốm mà cũng không mập, nó vừa. Thì sẵn đây thì chị chia sẻ thêm một chút xíu nữa đi. Chị dọn một anh đó có cần phải là nghề nghiệp hay tài sản gì không? Không em. Thì nếu mà có nghề nghiệp thì cũng tốt. Rồi. Thì về được với chị, nếu mà cái gì cũng phải có cái duyên. Thì về được thì cùng nhau mà chia sẻ nhau mà sống. Chứ chị cũng không có cần mà tài sản gì hết. Nói chung ra thì tại vì chị có cái tâm thì chị mới nói ra những cái lời như vậy. Thì nếu mà chị em cho ra cái điều kiện gì, em nghĩ là chắc cũng nhóc nhiều người để thương chị. Bây giờ em hỏi câu này nữa ha. Bây giờ chị nói chị không cần nghèo với giàu. Đúng rồi. Chỉ có cái tâm. Thì có một anh, nói chung là tướng tá cũng vẫn đẹp trai, vẫn phong độ đàng hoàng, nhưng anh không có nhà, chị có chịu không? Không có nhà cũng được. Bây giờ anh đi muốn nhà thuê đó, không có nhà cũng được. Chị có coi clip đó chưa? À chị chưa coi. Mới khoảng chừng tuần nay thì anh đó thì hiện bây giờ cũng đang thất nghiệp, muốn nhà trọ ở mà không biết ảnh nói là cái đó thật hay giả thì mình cũng chưa có nắm nha. Thấy cách ăn mặc thì cũng lịch sự, cũng gọi là nếu mà nhìn sơ ngang nó anh này mà để mà nói không tiền á thì nhà một người không tiền á thì thật sự em cũng không tin. Giờ nói chung giờ mới vẻ bề ngoài nha, chứ mình không có, thường thường cũng có cái vẻ bề ngoài rất đẹp trai rất phong độ nhưng trong túi không có tiền cũng có. Còn những người mà mặc áo lèn xèn, nói chung là dòm như là một người mà ăn mày đó mà lại trong túi người ta rất là nhiều tiền đó, bây giờ mình không biết làm sao. Thì lại tới cái chương trình của Tiến đây thì như chị cũng đã biết là phải có giấy tờ cam kết, phải nói đúng 100%. Mà nhưng mà cam kết thì cam kết, nhưng mà chị nói dốc em có đâu biết. Mà trong vòng nói dốc bữa nay thì khi mà em đăng clip lên trong vòng 5 ngày sau em cũng biết thật hay giả. Tại vì cái kênh của em đăng lên rất là nhiều người xem, nên ví dụ chị có nói không đúng sự thật thì ở xóm ghiền chị coi clip thì thấy được thì cũng nói là Tiến ơi cái chị đó không thật lòng, chị nói không có đúng sự thật đó thì em cũng biết hả. Nên thật sự là nói cam kết thì cam kết, mà ăn thua cái người có cái tâm nói thật đó. Chứ cái là cam kết là để cho ngăn ngừa cho bớt cái sự mà nói dốc ở đây đó. Còn những lời nói dốc của mấy anh mấy chị á thì mấy anh mấy chị tự chịu trách nhiệm, chứ Tiến không chịu gì. Tại vì Tiến là không có suối, Tiến cũng không có biểu luôn. Như chị thấy cái chương trình của em này từ giờ, chị thấy có cái những cái gì mà không dữ không, chị nói luôn đi ra đây cho sẵn khán giả hiểu hơn cái kinh của Tiến, hay là cái bản thân của Tiến như thế nào, có làm đúng với trách nhiệm của một người làm YouTube không? Không, chị thấy cái kênh em thì làm rất là đúng và có cái trách nhiệm nữa. Thật ra là chị mới lên cái kênh của em
mà chị cũng có nói, cũng theo dõi kênh của em nhiều lắm. Dạ. Là em làm rồi không phải như người ta. Dạ. Em làm ở đâu đó nó rõ ràng mà có cái trách nhiệm. Dạ. Đó. Thì em cũng có trách nhiệm như thế này. Chị chọn một người đó là chị phải chịu trách nhiệm của chị. Đúng rồi. Rồi còn nhưng em là một người YouTube là chị chia sẻ thông tin, nhưng em cũng phải giám sát người đó tiếp chị, coi người đó có thật không. Nếu mà em biết là người đó đến với chị mà giả dối thì em cũng cho chị hay để ngăn chặn lại từ đầu, không có diễn ra một cái buổi tiệc nào hết đó. Thì em có trách nhiệm chỗ đó, không phải trách nhiệm gì nữa, em cũng giám sát theo tiếp chị thôi chứ không phải là trách nhiệm gì ở đây đó. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều ha, hôm nay đã đến đây tham gia chương trình Cái Nói Thương. Thì Tiến cũng mong rằng tất cả cô chú anh chị em hãy đến đây và đi tìm kiếm một nửa yêu thương còn lại sót bên đâu đó, để mà mình về chung sống với nhau, lo lắng cho nhau trong cái khoảng đời còn lại. Thôi em cũng chúc chị một ngày mới vui vẻ, càng ngày càng trẻ đẹp ra. Thì cũng mong rằng anh nào có thấy được cái video của chị thì hãy liên hệ qua số điện thoại Tiến để trên màn hình, mà Tiến cũng nói rõ hơn. Thì những cô chú anh chị em muốn kết nối với ai cũng được, nhưng mà bắt buộc phải lên đây ghi hình là Tiến mới kết nối. Còn không chịu ghi hình mà xin qua số điện thoại là Tiến không có cho được, tại vì không biết người đó ở đâu, không biết thật hay giả, nên Tiến không thể nào cho lên đây ghi hình, là Tiến mới cáp đôi lại mới được và cho số điện thoại để mà tìm hiểu và chia sẻ với nhau. Và em cũng cảm ơn chị rất nhiều ha. Chị có muốn nói lời nào với khán giả, chắc tất cả cô chú anh chị em không? Trước tiên thì chị cũng cảm ơn kênh của em Hồ Tiến. Dạ. Và cũng chúc cho vợ chồng em được sống vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Cái thứ hai nữa là chị cũng nói với lại chị em trên cộng đồng mạng mình. Dạ. Là bây giờ đến cái kênh của em mà kết nối yêu thương. Dạ. Thì tìm lại một cái phần còn lại của dạ. Chị em phụ nữ của tụi mình. Dạ. Để mà tìm lại một cái phần còn lại để mà yêu thương, sống với nhau một phần còn lại. À. Thì chị cũng xin chúc mấy chị em có cái gì thì cứ việc lên kênh của Hồ Tiến này. À. Để mà nhờ kênh của Hồ Tiến để mà kết nối với chị em của chúng mình. À. Thì Tiến cũng nói rõ hơn, Tiến đăng hai kênh là Hồ Tiến TV với Tiến Sông Nước Vui Vẻ. Thì cái kênh Tiến Sông Nước Vui Vẻ thì Tiến đăng nhiều hơn kênh Hồ Tiến TV, tại vì kênh Hồ Tiến TV lúc trước em làm thiện nguyện. Thì sau này em mới đăng cái video để mà kết nối yêu thương nó thiện nguyện. Thì em bây giờ em cũng nói chung ra cũng vẫn còn làm, nhưng mà giảm lại 10 phần, em làm chỉ 1-2 thôi. Còn tập trung về cái kết nối yêu thương này. Thì mong cô chú anh em hãy xem hai kênh và ủng hộ cho Tiến nha. Thôi Tiến cũng chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày mới vui vẻ, vạn lành, hạnh phúc. Nhớ có thương Tiến hoặc mấy anh em ở đây thì cho một like, một chia sẻ. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến. Thôi chẳng giả chị. Dạ chào. Dạ ba chị.